Rồi, xin chào các bác nhé. Đây, hôm nay giới thiệu bác một con robot lau nhà nhé. Con này là mã của nó là model 380Z nhé. Là bác lưu ý cho em nhé, model của nó. Tại vì cái mẫu này nhìn rất là giống nhau, kể cả 390 hoặc là 380 cũng rất là giống. Đấy, còn đây là 380Z. Đấy. Con này là lau nhà, vừa lau khô vừa lau ướt. Đấy, lau khô và lau ướt luôn. Đầy đủ phụ kiện nhé, còn rất là đẹp. Đấy, không thiếu một cái gì phụ kiện của nó. Có rẻ các thứ nó có hết. Đấy. Đây là sách hướng dẫn sử dụng của nó bằng tiếng Nhật. Đây là mấy cái rẻ lau nhà của nó. Đấy, bác có thể mua thêm. Nếu mà cần mua nhiều thêm thì có thể mua trên Shopee rất là nhiều. Đấy, thì cái hàng này thì em order từ bên Nhật về. Đấy, nên các bác lưu ý nhá, chứ không phải mua ở đây. Đấy. Nên là hàng nó khá đẹp. Thì tiền cước thì nó cao hơn mấy cái con mua ở đây. Đấy. Để bác cứ tham khảo cho nó thoải mái, không vấn đề gì đâu. Đấy. 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 Nó gần như là mới luôn. Đây là 380Z. Đây là một cái cục tường ảo nhé, tường ảo. Đấy. Còn đây là hai cái này, một cái là lau khô này, lau khô này. Đấy, lau ướt là cái này. Đấy, lau ướt là các bác sẽ đổ đây, bác đổ nước xà bông vào đây. Đấy, đầy đây, là tự đi lau. Đây, nó sẽ thấm xuống đây, thấm xuống cái rẻ này, thấm xuống dưới này. Đấy, nó sẽ đi nâu, rất là hay. Đấy, nó rất là nhỏ thôi, cái này rất là mới nhá, các bác nhìn này. Kỳ mới luôn, cao su siếc mới keng xài beng luôn nhá. Đấy, hai cái, một cái nó khô, một cái nó ướt. Và đây là một cái đế sạc này. Đấy, đế sạc nhỏ như thế này. Đó. Đấy, đế sạc nó đó. Đó. Ok nhỉ. Máy chạy rất là êm. Này, các bác nhìn này, nó còn cực kỳ là mới luôn. Đấy, những cái dòng cao su các bác nhìn thấy không? Nó còn mới keng xe beng luôn nhá. Đó, nên là máy nó cũng có nhiều kiểu máy đó các bác nhá. Đấy, tình trạng máy nó đẹp như thế nào đó. Nên là các bác cứ tham khảo cho nó thoải mái. Chứ đừng có vội là đắt hay rẻ các bác nhá. Đây này. Đấy, cái này mới không? Các bác nhìn thấy chưa? Nó gần như mới keng luôn các bác. Đấy, 380Z nhá. Đấy, những phụ kiện của những cái máy này nó có hết nhá. Đấy. Thế sao mà cái này nó mòn đấy, bác mua trên Shopee, Lazada có đầy đủ hết nhé, không có thiếu. Đây này. Đấy, giống như con robot 780 em bán thôi. Đấy, đẹp lắm, full phụ kiện hết luôn nhé. Mới mua từ bên Nhật về thì nó mắc hơn một chút về cái tiền cước. Đấy, nó đắt hơn khoảng 1 triệu tiền cước ấy. Nhưng mà bù lại những con máy của nó rất là chất lượng nhé. Đấy, mua từ bên kia về thì bác nhìn máy nó đẹp không? Đấy. Nên là nếu mà bác muốn nó rẻ hơn chút thì bác có thể mua máy ở đây. Đấy, không vấn đề. Đấy, phụ kiện của nó tất cả phụ kiện zin hết, những cái máy nó sẽ là phụ kiện nó sẽ là như thế. Đấy. Thế còn mua bên đây thì tất nhiên là sẽ có phụ kiện nô thay thế vào, nên là bác lưu ý như thế. Thì không phải em bán cái hàng order bên kia mà lại nói số hàng bên này thì không có đâu nhá. Đấy, tại vì là hàng bãi về thường thường nó sẽ không có đủ đồ được. Đấy, giống như là mua hàng bên kia, hàng bên kia thì em mua những con nó đang còn đủ đồ nguyên phụ kiện hết. Đấy. Đấy, nên là mua về nó sẽ đầy đủ, không phải mua thêm. Còn bác về bác mua thêm phụ kiện đó thì cộng lại thì nó cũng mất mấy trăm ngàn nữa, cũng chả ít đâu, nên tính ra nó cũng không có phải là rẻ. Đấy, ok. Đấy thì các bác cứ tham khảo nhá. Cái con máy này là 5,5 triệu này. Đấy, và bác có thể mua ở đây thì giá nó sẽ rẻ hơn một chút nữa. Đấy, thì các bác, con máy này em chia sẻ các bác nhá, cái pin con này rất là cầm, rất là cự, rất là lâu. Tại vì con này em mua từ lúc tháng 8 tháng 7 hay sao ấy, tháng 7 tháng 8 gì đó, mà nó về tới đây là cũng bây giờ tháng 9 tháng 10 rồi, nó cũng 2 tháng rồi. Đấy, dịch bệnh cứ nó không mang về được, mà pin về đây vẫn còn cầm nhá. Em chưa sạc pin, đây em cắm vào sạc để cho các bác biết là nó sạc pin như thế nào thôi. Đấy, máy rất là đẹp, nhỏ gọn, con này chạy êm lắm các bác nhá, chạy nhỏ gọn, hộp nguyên hộp của nó luôn. 380Z sang nhà sản xuất tại nhà máy China các bác nhá, xuất về thị trường Nhật Bản. Đấy, tất cả nó là của nhà máy dùng ở Nhật Bản thôi. Đấy, còn sản xuất thì tại nhà máy China. Bác quyển sách của nó còn mới tinh luôn này. Đấy, cái người dùng người ta có nói là dùng rất là ít dùng. Đấy, nên là máy các bác nhìn thấy không, những cái này nó còn quá là mới luôn. Đẹp không? Đấy. Wow, ok, thank you các bác nhá. Giá nó là 5,5 triệu. Các bạn nhu cầu mua thì alo cho em. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm. Đấy, các bác có thể lựa chọn mua hàng của em, hoặc là có thể mua những shop khác rất là nhiều. Đây là bác cứ thoải mái nhá, giống như em vậy thôi. Giống như em mua ở bên Nhật thì em cũng mua rất là nhiều shop. Đấy, shop nào mình thấy nó máy nó đẹp, các thứ nào nó ok thì mình mua. Đấy, chứ không nhất thiết là phải mua
của em. Đấy. Ok, thank you các bác nhé.